không trốn thuế, Tiêu Chiến lập kỷ lục chưa từng có ở CBiz. Mới đây, nam thần Tiêu Chiến đã vướng nghi vấn trốn thuế, tuy nhiên ngay lập tức các fan của anh đã minh oan cho thần tượng. Đáng nói show ồn ào không đáng có này, công chúng đã nhìn ra thành tích vang dội của Tiêu Chiến trong năm 2023. Cụ thể là cả hai bộ phim chiếu đài của anh là Vùng Biển Trong Mơ, hợp tác với Lý Thấm và Nắng Gắt Bên Tôi, nên duyên cùng đàn chị Bạch Bách Hà đều thu về những dấu hiệu khả quan, rating trung bình vượt mốc 1%. Điều này đã giúp cho Tiêu Chiến trở thành tiểu sinh thuộc lứa 90 đầu tiên lọt vào danh sách diễn viên vị trí nhất viên có từ hai bộ phim truyền hình trở lên phá rating 1% trên bảng xếp hạng CVB. Theo đó, tác phẩm chiếu đài đầu tiên là Vùng Biển Trong Mơ cán mốc rating trung bình 1.542%, rating cao nhất là 1.04% và Nắng Gắt Bên Tôi rating trung bình 1.081%, rating cao nhất đạt được là 1.567%. Phân tích từ dự án thì có lẽ Nắng Gắt Bên Tôi là dự án gây tranh cãi nhiều nhất của Tiêu Chiến trong tổng số 3 bộ phim, bao gồm cả Ngọc Quốc Giao lên sóng năm nay. Nội dung phim nói về một mối tình chị em, đặc biệt phản ứng hóa học của cả hai khiến nhiều netizen mất dần cảm hứng cài phim. Nhiều netizen còn thừa nhận bản thân dù họ có thiện cảm với Tiêu Chiến nhưng cũng đành bỏ dở phim giữa chừng vì không thể ngấm nổi. Rating giảm, Chiêu Thương cùng Vùng Biển Trong Mơ cũng có chiều hướng đi xuống theo. Để cho Tây Xuất Ngọc Môn, Nhi Ni Bạch Vũ vượt mặt, dẫu vậy Nắng Gắt Bên Tôi vẫn có thể về đích với thành tích rating trên 1%. Đây cũng được xem là điều may mắn với cả đoàn làm phim, dàn cast đặc biệt là Tiêu Chiến đúng không nào? Bạn nghĩ sao về loạt thành tích vang dội của Tiêu Chiến? Hãy chia sẻ quan điểm của mình để Abyss cùng được biết đó nhé.